cuộc đua điện thoại có thể gặp được tăng nhiệt. Theo thông tin từ trang CNET, Google đang sản xuất một thiết bị có thiết kế gặp được. Mario Kerut, trưởng nhóm Pixel của Google, cho biết công ty này đang thử nghiệm một chiếc điện thoại đặc biệt. Chúng tôi đang thử nghiệm thiết kế màn hình gặp được và một số công nghệ phần cứng mới khác. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi chưa có thông báo chính thức nào ở thời điểm này. Thông tin này khiến giới công nghệ thích thú bởi Google có thể đã rút được kinh nghiệm từ lỗi trên phần cứng của Samsung với sản phẩm Galaxy Fold. Lịch sử các sản phẩm Pixel của Google cũng chưa từng gặp sự cố. Tuy nhiên, sản xuất một thiết kế hoàn toàn khác với truyền thống là cả một câu chuyện ẩn chứa nhiều rủi ro. Google có một lợi thế là có thể ra mắt bản nâng cấp sớm cho sản phẩm của mình để giúp máy hoạt động mượt mà hơn. Năm ngoái, Google cũng tuyên bố hệ điều hành Android sẽ chính thức hỗ trợ điện thoại có thiết kế gập được. Trước đó hồi tháng 3, một bằng sáng chế của Google đã được nộp lên để đăng ký bản quyền cho điện thoại có thể gập được của mình. Tuy nhiên, chưa có điều gì chắc chắn rằng liệu đó có phải là thiết kế chính thức của Google hay không. Khôi Linh